Những dấu hiệu chia hết mà các em học sinh cần lưu ý. Một, dấu hiệu chia hết cho hai. Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2. Các số có chữ số tận cùng là 1, 3, 5, 7, 9 thì không chia hết cho 2. 2. Dấu hiệu chia hết cho 5. Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5. Các số có chữ số tận cùng khác 0 hoặc 5 thì không chia hết cho 5. 3. Dấu hiệu chia hết cho cả 2 và 5. Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5. 4. Dấu hiệu chia hết cho 3. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3. 5. Dấu hiệu chia hết cho 9. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9. Trên đây là 5 dấu hiệu mà các em học sinh cần lưu ý. Chúc các em học tập tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các em.